Xin được mình chào toàn thể các bác. Tiếp tục bên em lại về thêm được những chiếc vang săn xui hàng bãi xịn các bác nhé. E90 thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật. Phải nói là những cái dòng vang săn xui thì có một cái gì đó rất là đặc biệt so với những cái dòng khác mà các bác hay chơi. Đó là về cái chất âm các bác nhé. Chất âm mà các cái dòng khác cùng phân khúc hoặc là có thể hơn nhưng mà với cái chất tiếng không thể ra được như những cái dòng săn xui này. Đó là cái độ sạch tiếng các bác nhé, độ sạch tiếng chi tiết. Và cái phần echo thì mượt mà cũng như là dễ hát hơn. Với những cái dòng thương hiệu đến từ Nhật thì thường thì là những cái dòng nghe nhạc như là dòng âm ly săn xui này, lọc săn xui này. Nó rất là đỉnh, được các bác chơi hay săn tìm vì những cái dòng hàng này giờ này cũng khá là hiếm. Bên em về được có hơn chục chiếc rồi các bác ạ, lần này hàng rất là đẹp các bác nhé, hàng rất là đẹp. Đó, em có mở nội thất để các bác cùng cảm nhận luôn về cái chất đẹp cũng như là hình thức để các bác cùng xem. Ở đây hiện tại thì đang sử dụng một cái con chip là TMS320 các bác nhé. Chip này thì đang sử dụng với cái bản DA1 hoặc là bản E80 các bác nhé, đều chung một con chip này. Đấy, lên bản cao thì nó sẽ có thể cải tiến và cũng có thể rút gọn đi thôi các bác nhé. Còn về cái chất lượng tiếng vẫn như vậy. Mặc định của những cái dòng này thì các bác có thể chỉnh tay rất là dễ dàng. Đó, chỉnh tay dễ dàng. Cái thứ hai đó là sử dụng cả phần mềm các bác nhé. Tất cả các bác mua hàng của bên em thì bên em có cài đặt các chế độ ở đây các bác nhé. 4 chế độ đằng trước là bên em cài đặt đầy đủ đây. Các bác nhìn hình thức rất là đẹp nhé. Phay các bác nhé, tất cả là phay nhé. Phay rất là đẹp, nhìn rất là sang. Với những dòng vang này thì các bác cài chuyên sâu đấy, tối ưu được thì cái về cái chất tiếng như những cái dòng âm đi 506, 203 xịn ngày xưa các bác ạ. Nghe rất là thích, kiểu các bác nghe nhạc cũng như là hát nhé. Đây em sẽ thử tính mic để các bác cùng cảm nhận nhé. Những cái dòng này thì quá là nhiều các cái video mà bên em test rồi. Hey. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ quen sầu. Hiện tại thì cái bản cài này em đang cài đó là echo cộng với gì vợt các bác nhé, để khi mà các bác lên những cái câu từ cao thì cũng có thể hát được và nhẹ cũng như là cái giải xì của các bác sẽ thể hiện được nhé. Đó, màn hình hiển thị số thì các bác cùng nhìn to nhỏ. Đây các bác có thể nghe cùng cảm nhận về chất nhạc nhé. Bỏ lại tình em bên chiếc cầu tre cuối xóm. Bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò. Bỏ lại vầng trăng non em thức đón anh về. Đây còn nguyên siêu các bác nha, cái này là nguyên cái tem bảo vệ ở đây con này. Tất cả cái lớp bảo vệ màn hình vẫn còn hết các bác nhé. Hiện tại thì bên em có những phiên bản như là E80 đằng xa các bác nhìn này. Đó, E80 cũng có nha các bác nhé. Mới về thêm được những chiếc vang E90. Đó. Các bác có thể chơi karaoke gia đình này hoặc là chơi ngoài trời. Sử dụng phần mềm hoặc là chỉnh tay đều được. Giá của những chiếc vang này là 3 triệu một chiếc các bác nhé. 3 triệu một chiếc. Bao đẹp bao zin, tặng kèm dây rắc, bảo hành 6 tháng. Vâng, em cũng xin được thông báo với các bác với những chiếc vang săn xui E90 tiếp tục có hàng để phục vụ các bác. Các nào có nhu cầu vui lòng nhanh tay để đặt hàng. Dịp Tết này thì về chắc cái lô này lô cuối cùng các bác hiện tại thì đang tạm thời bị cấm thì các bác vận chuyển sẽ không về được nữa các bác nhé. Phải hẹn các bác sang Tết. Cho nên các bác nào ưng ý thì nhanh tay sở hữu cho mình một chiếc vang săn xui đến từ thương hiệu của Nhật. Ok, em cũng xin được kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bác.